giới thiệu một sản phẩm nữa của Tuckle Break, đó chính là chiếc đồng hồ áp suất đơn TP100 dành cho loại ga R32 và R410A mọi người nhé. Chiếc đồng hồ này được làm bằng hợp kim nhôm, siêu nhẹ, siêu bền. Mặt đồng hồ được tráng một lớp polycarbonate. Ngoài ra, kích thước của mặt đồng hồ là phi 80mm, được bao bọc bởi một lớp cao su chịu dầu chống thấm và giảm chấn mọi người nha. Núm vặn thì được làm bằng hợp chất TPR theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ chống ung thư da tay. Ngoài ra thì có dây treo rất là tiện lợi và móc treo 5 châm. Và bây giờ chúng ta cùng bạn chuyên viên của Tuckle Break trải nghiệm sản phẩm để cho mọi người thấy rõ hơn nhé. Mời bạn. Xin chào mọi người ạ. Mọi người có thể thấy trên tay mình đang cầm đây, đó chính là chiếc đồng hồ đơn ạ, có mã sản phẩm là TP100 nha các bạn. Và các bạn có thể thấy đây ạ, như bạn Tú vừa giới thiệu thì trên đây có một móc khóa 5 châm ạ, rất là chắc chắn. Mình sẽ làm mẫu thử để cho mọi người xem nhá. Đấy là bút đấy, rất là chắc chắn khi chúng ta thi công ở trên cao mà sẽ không nó bị rơi xuống ạ. Và chiếc đồng hồ này thì dùng để đo áp suất thấp ạ, và chịu đựng được áp suất khoảng 500 psi nhé các mọi người. Đấy mọi người thấy rất là tiện lợi khi chúng ta mang đi thi công lắp đặt ạ. Vâng. Và bộ sản phẩm này thì sẽ không đi kèm với dây ga như các sản phẩm trước ạ. Rồi mình xin cảm ơn ạ.